Mẹ cũng hơi chạnh lòng mà, tại vì con gái mẹ nuôi 25 năm rồi, ở với mẹ, ngủ với mẹ, cái tự nhiên bắt con gái cái bắt đi luôn. Mà trong khi gần xệt rồi, chú Quỳnh Linh quận 5 với quận 6 nó sát bên. Trời ơi. Nhiều khi mình bệnh hoạn ốm đau rồi không thấy tụi nó qua cũng buồn. Ủa hiện tại nhà là mình còn ai ở với cô không? Không có ai, có hai ông bà mà, chú thì đi làm tới tối mới về. Có cậu con trai lớn thì có vợ với cần ruột, có vợ nó sanh cái về dưới ở, nó ở dưới luôn. Có hai đứa con trai thì lấy vợ ở xa, con gái thì lấy chồng gần đó mà không có gì à. Buồn, khóc hoài luôn á. Gã năm mấy gần hai năm nay, tối nào ngủ cũng khóc. Nhiều khi mình suy nghĩ thấy ok, con cái nó làm ăn, công việc của nó là ok. Nhưng mà lúc này vui lại là tự hỏi con bé nó có bầu nó trở về cho chăm sóc cực nhưng mà vui. Những cái bậc làm cha làm mẹ họ rất là khổ như thế, có con có cái mà không thấy đâu hết trơn á, mà cô đơn lắm. Đôi khi câu cô đơn lầm lũi một mình đó cô hả? Không được đâu, bây giờ á em với vợ phải bàn một tuần ít nhất á có 5 phút mà. Chạy về chút xíu thôi, chạy về hỏi thăm mẹ một cái xong rồi mua biết cái... thời gian làm nghiệm chứ. Linh đi đá banh, đam mê đá banh là trên hết. Giờ thêm cái gym nữa, tập gym nữa. Vậy thôi, vậy thôi, bữa nào cô qua nhà bên kia đi. Cũng qua hoài chứ, qua viết còn ngại. Vậy hả? Bà Xu nói à, chị gái nhớ đó, chị gái cứ qua đây đi, qua viết chai mặt đi lòng. Trời tao nghiệm quá. Nhà Xu gia mà. Qua giờ ta còn ông Xu, ta còn con cháu vợ. Đúng rồi. Đừng có ngại nữa. Em qua 5 phút, 10 phút cũng được, ghé thăm mẹ. Mẹ khỏe không mẹ? Sáng giờ mẹ làm gì? Chuẩn bị đá banh đi ngang ghé thăm mẹ một chút. Có ghé, biết ghé gì không? Nhiều khi đá banh bị mệt mỏi, bị gì ghé mẹ massage, mẹ đấm bóp, có ghé. Bị cái gì có sự cố, nhức đầu, đau đầu, thần kinh hay là bị gì đó. À, anh có mục đích thì anh mới ghé, chứ bình thường anh không ghé. Nói gì là hiểu lầm rồi. Tại vì con không phải là đối tượng bị, nhưng mà thực sự là công việc em nó cứ... Mẹ cũng hiểu. Nó dồn dập liên tục. Coi như gái có bầu là mừng lắm rồi. Mong nó có bầu nhiều vậy ở đi có luôn. Thì giái mẹ hoài, giái mẹ Quan Âm đi chùa rồi giái cho nó sanh suôn sẻ, cho nó sanh 51 luôn chứ gì nên. Trời ơi. Để nuôi luôn. Cái thương dễ sợ. Giái cho nó sanh 51 luôn. Nhưng mà sanh rồi mẹ có qua phụ giúp được không? Trời ơi, mẹ giữ em bé là ok đó. Cô Lê Lộc mẹ là đứa em đó. Dạ. Nhưng mà không biết là chàng rể này sao nè. Nhưng mà cỡ nào cũng chơi hết. Thích, bên nội cũng thích. Bên nội cũng nhưng mà thích. Biết tin vợ có bầu vui không? Buồn vui lẫn lộn hết trơn á. Nói chung là vui là biết là chuẩn bị thắp hương làm cha. Riêng cái vui là đỡ cài. Ý là càng ngày càng đêm á. Có. Ủa phải cài nhiều hơn cái ta sao kìa? Không, ý là phải cài là cài cái kia kìa. Đúng không? Là ý là trước khi đó là bắt buộc phải cài. Tại vì bé nó bị chậm, nó bị khó có em bé. Bác sĩ phải cài theo lịch cho bác sĩ. Là nửa năm luôn. Xích mặt mày. Phải cài. Chú Quỳnh Linh hiểu không? Phải cài theo lịch cho bác sĩ đó. Ăn uống cái cài theo lịch cho bác sĩ để vậy đúng rồi mẹ, vậy tao bận đúng rồi mẹ ơi. Đâu có nói mẹ biết, mẹ đâu có biết. Vậy nãy giờ mẹ làm tướng hiểu lầm con rể. Tao bận mà, tao bận cài mà. Mẹ mới biết lần đầu tiên. Ăn theo ý bác sĩ luôn. Đâu có nói, bây giờ nó nói mẹ mới biết. Ngày ngày cái trục xuống. Hôm nay thì mẹ có mong muốn con rể thay đổi điều gì không? Mẹ mong là con bớt đi đá banh lại để biết sao không? Bây giờ vợ nó mang bầu, ví dụ nó đá banh lỡ nó có chuyện gì không ai chăm nó được. Tại vì con bé này nó bị động thai. Em có muốn mong muốn gì mẹ không? Dạ em nghĩ là mẹ quá hoàn hảo rồi. Mong mẹ là như là bớt mẹ có này có cái tính là dựng lẫy vợ em á. Giống như là mẹ nấu món gì đó mà vợ em góp ý là mặn ngọt hay là chua cay gì đó, bớt cái đó thêm cái này vô. Chứ mẹ nói ăn sao làm đi, muốn ăn gì đó làm tự làm luôn. Em nghĩ là mẹ dựng hai đêm đi. Tại vì hồi nào giờ á là giống như là cô nấu khẩu vị nó bình thường rồi, bây giờ nó bầu bí mình đâu có biết cái khẩu vị nó làm sao. Bây giờ chăm nó còn gấp bị xì chết đó. Bây giờ con đi con bị xì chết á. Nó niêm ít á, nó chê lạ, không ngon. Nó niêm đậm chút, có bầu mà đừng cho ăn mặn. Nó vậy thôi, vậy làm gì làm. Thôi kệ cô, có bầu nhịn tiếng đi. Cài nó cho nó qua ăn căn rồi đi. Vậy mình nãy cầu xin 51, 3 cái 51 rồi mệt luôn á. Thôi bây giờ ta xem rồi con gái của cô vào của em nói gì nha. Dạ. Xin chào chương trình, mình tên là Nguyễn Ngọc Thiện, mình là con gái của mẹ Huyền và là vợ của anh Sang. Thì mẹ mình và chồng mình thì cũng đã biết nhau từ
nhỏ rồi, nên là cái quá trình mà hai đứa mình quen nhau á, và đến khi mà cưới nhau luôn và anh làm rể của mẹ mình á, thì hai má con cũng đã thương nhau, vẫn đã hiểu nhau, nên là cũng không có những cái lúc nào mà gây cho mình cái sự khó xử hết. Tại vì anh là một người cũng khá là ít nói và rất là hiền. Anh muốn nói gì thì anh cũng nhờ mình nói, nhờ mình thông qua mình hết rồi mình nói trực tiếp lại với mẹ. Còn mẹ cũng vậy, mẹ rất là thương anh Sang. Nên là ví dụ mà mẹ có cái phàn nàn gì á thì mẹ cũng nói với mình để mình góp ý chồng mình thôi. Mà đa số là mẹ mình và chồng mình thì cũng không có cái gì để mâu thuẫn nhau hết, nên là mình cảm thấy rất là thoải mái khi là đứng giữa. Nếu mà để mà mong muốn mẹ thay đổi cái điều gì nhất á, thì mình muốn là mẹ coi chồng mình, con Sang thì cũng như là một người con ruột trong gia đình hơn đi. Tại vì nhiều khi mẹ thương Sang quá, nên là nhiều lúc mình cảm thấy là mẹ hơi khách sáo với chồng một tí, là có khi là mẹ muốn nhờ chồng mình làm cái gì đó nhưng mà mẹ mình không dám, mẹ mình phải nói qua mình, chứ mẹ cũng không dám gọi điện trực tiếp để nhờ vả anh Sang. Thì mình muốn là mẹ mình thoải mái hơn, với lại con Sang như là một người con trai, có gì thì nói trực tiếp với anh Sang luôn. Đó, rồi anh Sang qua nhà thì cũng sẽ được tự nhiên hơn, không có cảm thấy mình như là khách nữa. Còn về phần của chồng mình thì nghĩ là chồng mình cởi mở nhiều hơn, kiểu như là sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn chút xíu, hay hỏi thăm mẹ này kia hơn chút xíu để mẹ cảm giác là thân thuộc với chồng mình hơn tí. Mình chỉ có mong muốn như vậy thôi, chứ mình cảm thấy hiện tại thì mẹ mình và chồng mình thì rất là hòa hợp, và mình đứng giữa thì mình cũng cảm thấy không bao giờ khó xử hết, mình cũng cảm thấy luôn vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mẹ của mình và chồng của mình có một cái cơ hội để ngồi nói chuyện với nhau như vậy. Mình xin chào. Đó là những lời chia sẻ từ con ruột của mình cũng như là vợ của em. Con hứa là sẽ thay đổi để cho mẹ đỡ lo với chăm sóc vợ nhiều hơn. Rồi, mẹ cũng mong muốn là con giữ gìn sức khỏe đó, để chăm vợ đó, rỡ con có chuyện gì thì sợ không ai chăm sóc vợ con mà không ăn sao đâu. Sợ gì. Anh nghĩ rằng mẹ rất là thương hai đứa đó. Dạ. Cố gắng tạo sự kết nối nhiều hơn nữa nha. Đi đâu ghé chút cũng được. Cái điều này rất cần thiết với người lớn tuổi. Kỷ niệm gửi tặng cô. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc gia đình hai đứa tốt. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú Linh.